Kênh Zippo Gà Vấp xin kính chào anh em đam mê nha. Trong clip ngày hôm nay thì em sẽ lên giới thiệu đến anh em về một mẫu Zippo với chất liệu là cốt đồng mạ chrom vân xước. Bên cạnh đó thì em cũng sẽ báo giá cụ thể đến với anh em luôn nha. Những anh em mà mới biết đến kênh kiếm đầu tiên á, thì cho em xin một đăng ký kênh và một like để mình tiện theo dõi những mẫu mã Zippo có trong kênh của em nhiều hơn. Dạ, và ở bên góc bên tay phải thì em cũng có chèn một clip hướng dẫn anh em vào kênh YouTube Bắc Kỳ. Và khi vào anh em đang bấm chữ đăng ký của kênh đó rồi thì nó sẽ hiện ra rất là nhiều mục như là trang chủ, video, danh sách phát, và em có khoanh tròn dấu đỏ lại cái chữ video á, anh em kích vào thì nó sẽ hiện ra rất là nhiều video có trong kênh đó nha. Và bây giờ thì em xin phép giới thiệu đến anh em chiếc ngày hôm nay là một chiếc được sản xuất vào năm 1960. Và đây mộc đáy của nó rất là đẹp nha anh em. Và năm 1960 thì nó có dòng Zippo chữ xéo 3 chấm, mỗi bên 3 chấm, tổng cộng là 6 chấm. Và điều đặc biệt nữa là nó có bát có số 2517191 được dập ở giữa nha anh em, nằm ở vị trí chính giữa. Và cái mộc đáy nó rất là rõ nét à, em đang lấy các góc ánh sáng để nên thấy rõ tường tận hơn. À, tại vì những mẫu Zippo này là những mẫu Zippo có giá trị và theo thời gian năm tháng, vì 1960 cho đến bây giờ cũng mấy chục năm rồi, thì bên em sẽ quay rất là kỹ để anh em có thể cảm nhận trực tiếp trong clip này luôn. Và về chủ đề của nó là chủ đề được khắc ăn mòn axit và sau đó nó đổ sơn lên. Và anh em nhìn nè, qua mấy chục năm rồi thì cái nước màu sơn của nó vẫn còn đẹp nha anh em. À, rất là xuất sắc luôn à. Đó. Và chiếc này thì em về với tình trạng là hàng đã qua sử dụng nhưng mà còn rất là đẹp và mức độ sử dụng ít. À, và giống như là một chiếc Zippo xài lướt lửa nha anh em. À, anh em nhìn là mấy chục năm mà hàng đã qua sử dụng thì cái vấn đề xước như thế này thì em thấy nó rất là bình thường, rất là ít luôn á. À, cạnh viền của nó đây, anh em nhìn nè, cái cạnh viền mở nắp của nó thì bóng nha. Và chỗ góc ở trên này và góc dưới này thì nó có dấu bẹp nhẹ thôi. À, không rõ đâu nha anh em. Đó, rất khó thấy lắm ạ. À, như thế này. Đó. Còn mặt sau của nó thì có vết xước rất là, vết xước tơ nhiều như thế này. À, đây, cạnh viền bản lề đây anh em nhìn nè. Đó, mấy chục năm mà cái bản lề của nó quá là đẹp luôn. Để em zoom lại thì anh em sẽ thấy rõ cái bản lề của nó nha. Đây, đây bản lề năm cháu thẳng hàng và rất là khép kín. Cạnh viền trên nắp à, thì nó có dấu dâm rất ít. À, đó. Rất là xuất sắc nha anh em, đối với một chiếc sử dụng ít, quá là xuất sắc, mấy chục năm tuổi theo thời gian năm tháng. À, đây, anh em nghe nè, cái âm nó rất là hay nha, âm của nó là âm riêng của hãng à. À, như thế này rất là tuyệt vời. Đó, em đang zoom lại thì để anh em sẽ thấy cận cảnh hơn. Rồi, anh em nhìn là cái bản lề trên của nó. Đây, bản lề trên của nó đây. Hai đường gạch sọc rất là mạnh, chứng tỏ nó có sự va chạm với búa rất là ít nha. Rồi. Ở bên trong, bản lề dưới. Tại vì những mặt hàng này là hàng có giá trị và anh em yên tâm. Tất cả hàng em giao lưu đến anh em là hàng còn nguyên zin chính hãng của Mỹ. Như thế này thì tình trạng hàng về thì anh em cũng sẽ thấy rõ trong clip này luôn. Còn về chiếc ruột của nó thì là một chiếc ruột thép nha anh em. À, chuẩn giai đoạn với Zippo, chuẩn giai đoạn với vỏ. Đây, ruột dập một mặt chữ như thế này, gọi là ruột dập mặt chữ, và nó có bát số cũng nằm giữa luôn à, 2517191 và năm 1960. À, nó bánh xe của nó là bánh xe sỏ chỉ, là như bánh xe như thế này gọi là bánh xe sỏ chỉ nha anh em. Đó. Và búa đây. À, anh em nhìn cái búa nó rất là đẹp nha, nó không có bị bào mòn nha. Tại vì chiếc này em thấy là như em nói, đã nói là nó xài lướt lửa nha anh em. Nên cái búa nó rất là đẹp.
các góc cạnh đều liền lạc. Lưỡi gà của nó là lưỡi gà lá lúa, là nó có lưỡi gà mảnh mảnh bên trong á, cái thanh đó là gọi là lưỡi gà lá lúa. Và tim của nó là tim bột. Em để dày để anh em có thể thấy rõ hơn. Bánh xe của nó đây đó, rất là bán lửa nha anh em. Đó là tuyệt vời đối với một chiếc năm 1960 tới giờ cũng được 64 năm. À, ốc đá của nó thì là ốc đá đồng, thì nó có màu thời gian, thì cái chỗ màu nó bằng đồng thì mình có thể dùng cà na mình chùi lên lại nó sẽ sáng nha anh em. À, chặng sân của nó rất là đẹp luôn. Đó. Dạ, và chiếc giúp bô xưa năm 1960 6 chấm có bát số nằm giữa, thì chiếc này em xin phép giao lưu đến anh em có giá là 2,1 triệu nha. Dạ, 2,1 triệu đối với một chiếc năm 1960. Chiếc này thì về không có hộp nha anh em, thì em sẽ tặng kèm anh em một vị đá vàng chính hãng như thế này. À, và bên cạnh đó thì em sẽ bao phí ship đến với anh em. Trước khi kết thúc clip này thì cho em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em đam mê Zippo đã tin tưởng và ủng hộ kênh Bật Lửa Zippo và Vách Giữa Đa của em nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại anh em ở clip sau ạ.